chạy xuống nè. Béo không nhìn mặt kìa béo. Kìa mặt nhóc kìa không nhìn. Rồi, cho Đạt xin chào mọi người nha. Chào cả nhà mình nha. Thì hôm nay mình không đi bắt cua, mình sẽ đi bắt ong rồi ngâm vụ cho mọi người. Thì mình có bán 3 bình vụ nha. Lát mình quay cho mọi người xem. Mình sẽ đi bắt ong, mình bỏ bình vụ đó. Rồi Đạt sẽ đi bắt ong cùng với Út Kha. Chào mọi người. Này, Út Kha nè. Rồi dụng cụ có bịch để đựng ong với lại cái kìm. Đây là cái kìm nữa mọi người. Cái kìm này mình mua chắc hồi năm 1995 tới giờ á, nhưng mà nó vẫn còn xài được. Ok. Với lại ba cái hộp quạt và xay cua. Là cái này hư thì lấy cái khác nha. Mình phải hỗ trợ vậy. Bây giờ hai anh em mình đi bắt để coi coi. Hôm bữa là mình đi bắt bắt cá, bắt cua vậy đó, mình thấy ổ nào mình để lại để dành. Bây giờ mình tới mùa đi thu hoạch đây. Bây giờ mình gom lại. Chắc khoảng 1 ổ, 2 ổ, 3 ổ, 4 ổ, 5 ổ. 5 ổ ong nha, nhưng mà không biết có ai bắt ổ nào chưa. Giờ mình không biết. Trước tiên là 5 ổ. Rồi, mọi người theo Đạt với lại Út Kha đi nha. Trời ơi, cái đuốc này chết tôi rồi. Đuốc muốn nổ còn quẹt luôn mà cái đuốc chưa cháy. Vô vô. Cháy cả nhà. Đây là ổ ong đầu tiên nha. Rồi, thấy chưa? Kha. Lụm nè, lụm nè. Thôi mực kìa. Gì? Ở này mực, ổ này mực 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 nhiều không? Mực nhiều. Đã. Có thấy mấy quầy anh nó chớp chớp không? Có. Đây cả nhà. Ổ đầu tiên, mực dữ dằn luôn. Mực. Cái khúc trên này là mực quá. Mực không á. Rồi, Kha lấy bịch bỏ vô đi. Ok, cuộc lại. Để đây hồi đừng hút kia luôn. Hả? Hai ong này chung. Rồi ok ok. Giờ Đạt bắt ong thứ hai rồi cả nhà. Bự khai. Kiến nó luôn quá trời kha. Ủa kiến anh kìa kha. Đi ra ủa kìa, đi ra ngoài kha. Ui. Kiến qua. Kiến đi ngoài.
Lẹ lắm ha. Ông kiến nó bu. Cái nhà ông thứ hai nha. Yeah. Kiếm cái của lưng anh coi. Có bạch ra. Muốn bắt được gỗ ong đó mọi người. Đạt cái Út Kha pha lội qua bên sông. Giờ tới địa điểm hai gỗ ong á. Đây cả nhà, ổ ong khổng lồ luôn nha. Qua mình đi bắt cá mấy anh em mình phát hiện đó. Rồi mình đốt đốt mình chơi nữa thôi. Trái nào, trái nào, trái đi. Hạn thùng gì nữa. Rồi lên lên lúc ha. Lên nè. Cái này chưa, lên 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 nữa. Lên nữa lên nữa. Nó lỏng lỏng mà đừng lên. Được, lên lên đợi đi. Ê, anh đừng kéo quay xuống ha ơi. Lên 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 nữa. Rồi. Lên 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 nữa lên 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 nữa. Nữa 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 nữa. Rồi ok ok. Trời ơi, hồi sao xuống đây. Sao hửi khối hoài vậy? Ui, cái cây này nó bự. Chưa? À? Rồi chưa? Rồi xuống đi. Rồi đi kiếm đường nào nha. Dê dê cho lại. Dê không được. Em đi xuống mà không bao giờ, em đi lên mà không bao giờ xuống được. Dê cho lại có gì đâu. Sợ. Sợ cái gì? Không ông nói bự luôn cả nhà. Quá bự rồi. Ủa nhà không luôn. Bự ghê chứ. Rồi ông mặc hết hồng luôn. Xuống đi Út Kha. Thở không? Một cục mặt bành kỳ. Nhà thấy không chưa? Thở mặt. Quá chỗ ông Út Kha ơi. Khủng khiếp thật. Đâu? Nè. Trời ơi, cũng mặc cho bá luôn. Quá trời cũng mặc à. Khủng lậu thì chứ. Đi luôn. Nè đi ra đi, đi ra đi. Nè cho nó trước, để nó bay lên. Thank you.
quá nhập mặt bự rồi. Cái gì? Thôi nó bự nữa ba. Quá trời cái nhà ơi. Mà khủng lồ thì chứ. Thôi cái nhà xem nè. Có chấp chấp không Khang? Có chấp chấp không? Có. Đây cái nhà coi nè. Bành trướng luôn. Bự khủng khiếp chứ. Ồ mặt không luôn nè. Em Hoa cầm đi. Cầm cho chặt nha. Đây lại bắt ổ này nữa. Xác lên con ổ nữa cả nhà. Thổi 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 đi, thổi thổi đi. Thổi đi, thổi thổi lại bắt ổ này nữa. Đây còn ổ nữa cả nhà. Ổ này đâu ta? Ở gần đây nè. Ôi dạ. Sẵn khó mình bắt luôn nha. Con này cũng nhỏ chứ không bự. Nhưng mà vẫn chơi được. Ôi dạ. Cái kìm nó lục dữ rồi. Kìm lục dữ cả nhà. Đây ngõ nữa nè. Ôi ngõ này thua ổ nãy. Cũng được ha. Cũng được, cũng được. Con này cũng được hay cả nhà. Nào cứ một bên. Đâu rồi? Ở đó cũng mực nhiều. Xích này chục. Ơi, mình bắt được 4 ổ rồi cả nhà. Tại vì ổ kia nó bị ai bắt mất tiêu rồi. Bây giờ anh cậu Kha. Ổ nó quá trời mặt rồi. Ổ nó mặt khủng khiếp thiệt kìa. Ui. Đây cái nhà coi nè. Xác xác vô xuống. Nhìn cười. Kì lắm. Quá trời khủng lồ nha. Bây giờ mình bỏ cho bạch.
hết rồi. Giờ hai anh em lỗi gì? Trời mày ơi. Ăn này hả? Đâu có đâu. Mày nói thổi thấy chảy mực liếm luôn. Cắn. Xíu xíu. Lấy cái bị vô anh bỏ vô. Cái khúc này nó thằng rớt nè. Mày gai đâm vô giò anh quá trời luôn khơi. Gai gì? Gai trà lạ. Đá leo nó quá trời. Không bị đâm hay không? Chết trời ơi. Sao mà anh này bành kilo bỏ bịch nó sơn đủ. Phải cắt cây nữa nữa. Đủ đủ đủ. Cắt cây ra. Ừ, sao sao. Nè bỏ vô kha. Từ từ lên tỉa lại kha. Cầm cầm nó đi. Cái kìm nó lục quá trời lục. Đây là mực gì? Nè nè nè. Đúng rồi, cho máng ở đây, máng ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Này máng luôn hả? Ừ, máng này luôn. Rồi. Ok, ok. À, nó bự. Rồi, giờ mình về mình dắt ra cả nhà ơi. Tiến hành hành cắt ngọt. Có ông nó bay vậy. Cái hành cắt dắt. Em lấy cái cục không rồi, cái mực không? Cục dắt. Đi vậy. Đi. Rồi, cả nhà ơi thì Đạt với lại Út Kha, Đạt với lại Út Kha mới về tới nhà nha. Thì đây. Đây là thành quả nha. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Con ngồi cha mẹ. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đó đi. Đi ra nè. Đây chính là chỗ đầu tiên. Ê, hay dịnh dịnh ha. Chỗ đầu tiên nó bị gì trời. Đây cái nhà, ổ đầu tiên nha. Thì cái tàn mình bỏ ở đây đó, mình bỏ vô phụ vụ nha. Mình lấy được cái này thôi. Ủa mà ông. Con mà ông không? Dạ. Ok. Cẩn cảnh nhau chưa? Cha là mặt ông con thèm. Đây xíu ra chỗ kha. Đây xíu. Mặt ông mà ông. Đây chút đi con. Đợi xíu con đi ra, đứng chỗ này mẹ đang quay. Mẹ hỏi mà. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi con. Đây là ổ thứ hai. Chập vô là con ông. Chập vô là con ông nè. Nè con ông nè, con ông nè. Đâu, đâu đâu đâu. Chung coi với. Con này nó bị gì vậy? Ít mực. Ôi ổ này lắc bỏ vô cái bình ruộng ngon. Cho chị Kha nó ăn xịt luôn. Không có mặt mà. Trời ơi, con ông kìa. Rồi cho biết rồi, đợi xíu con. Nè béo, bắt con ra nè. Nè. Đập đi. Mình đừng có quậy nó, nó la ông sùm. Đây là cái ổ bự nhất, ổ khủng lồ. Một kìa. Sao không bán nguyên ổ tươi vậy đi? Bán gì bán. Cha ơi, bắt con ông đi. Cha bắt con ông đi cha. Rồi, đây này quá trời ông nè. Cha bắt thì bắt cha. Đây chỗ khác ta cần mua lắm á. Ừ, biết rồi nhưng mà đâu bán, biết ai mua đồ bán. Trời ơi, ông ông nữa. Đi ra coi.
xác xác rồi toàn cảnh nha. Nó quá trời mực luôn. Nó chảy xuống nè. Béo mà nhìn mặt kìa béo. Kìa mặt nhóc kìa không nhìn. Sao sáng nhìn chưa em? Sao chán luôn hả? Bỏ vô đi, bỏ vô con ong đi. Bỏ ong vô chán quá. Ôi. Quá trời luôn cả nhà ơi. Con. Nó bay à? Rồi ổn nữa, ổn cuối cùng. Rồi mẹ thấy rồi. Rồi, nó cho lấy nha cho. Để cho béo ăn. Cẩn thận nha, cẩn thận. Cái gì béo? Ông này nguyên chắc 100% nha. Mưa quá nó ít mặt. Khô quá trời kìa. Không còn đâu. Công công cái luôn. Trời, em vô em lấy cái hũ đi. Hũ đựng đi. Đây cả nhà, đựng tô mặt nha, để cho ca sĩ á. Sĩ nha. Rồi, cho Đạt Nguyễn xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay ông này đặt mắt lật đặt bỏ trên cái hũ này nè. Thì cái hũ này nó còn hơi lưng nha, Đạt sẽ ém xuống. Thì ba hũ ông này, hũ này là hũ này lâu nhất nè. Nên cái màu nó hơi đục hơn, đẹp lắm nha cả nhà. Lợt hơn. Hũ này thì mới đây nó lợt hơn nữa. Thì ba hũ này Đạt sẽ bán luôn nha. Tại vì Đạt cũng đang rất cần tiền. Một là trả chi phí cho Út Kha để nó dành tiền nó mua điện thoại. Còn hai là kiếm tiền mua gạo với lại mua mì gói về để ăn. Chứ dịch này cũng làm ăn cũng thất thu quá ha. Thì đây là cái này mình sẽ bỏ vô đây. Đó, thì một hũ này mình bán 1 triệu nha cả nhà. Đúng 1 triệu luôn, mình giá trên YouTube là 1 triệu luôn. Mình cũng không biết mắc hay rẻ nha. Nhưng mà mình ém dữ lắm nha. Đó, vụ này là 10 bình này là bình 10 kg. Đây là mình sẽ quay cận cảnh vô cái hũ vụ cho mọi người xem. Là mình ém nó, nói chung là ém này nhóc luôn. Mọi người mua gì có thể là xớt cho cái bình gấp 2 bình này và ngâm nó cũng ok. Bây giờ mình lắc lên là nó sẽ đục nha. Đó. Mình bắt ông đây. Đó, là nhóc vậy đó. Thấy cả nhà thấy không? Là toàn là ong không à, ong non không. Đó, chưa khui tem luôn, chưa khui tem lần nào hết. Đây ngổ nè, ổ này rất là ngon. Mình không biết có mắc hay rẻ nha, bán 1 triệu nha, mọi người ơi. Đó, ong là mình ém xuống vậy nè. Chưa khui lần nào luôn. Thì ba ổ này là một ổ 1 triệu mọi người. Ba ổ này là mình chưa khui tem bao giờ. Rồi, cái màu này rất là đẹp nha. Nếu mà lắng xuống là đẹp cực kỳ luôn. Bây giờ Đạt sẽ bỏ cái này vô. Ok.
Dạ, dạ, ấy anh cái. Quay, quay, quay. Ừ, quay, quay anh cái. Tắt này để lấy bộ tay cái. Đó, cả nhà thấy chưa? Bây giờ mình sẽ bỏ mật ong vô nha. Mình ém nó xuống. Ồ, thơm quá. Chưa, đó, còn rung rinh luôn nè. Nhưng mình sẽ ém nó xuống. Cái ổ này nãy mình mới đi bắt về nha. Trời ơi, ổ này sữa không? Để cả nhà coi nè. Ờ, con ong non quá trời luôn nè. Này chấm mà ngon nè. Cho vô luôn. Đây ông này bự. Ông này bành kia luôn. Nhận vô luôn. Mọi người có thể về xớt ra cái hũ bự của cô. Bự dữ nữa, bự đẹp hơn nữa. Tại vì mình không có hũ nên mình mua hũ nhỏ thôi. Đây là một miếng cuối cùng. Miếng bánh là bánh ong. Rồi cả nhà ơi, rồi mình cũng kết thúc video luôn nha. Mọi người ai muốn mua hũ mật ong này thì xin liên hệ số điện thoại là 0569 588 299. Ồ, nó đẹp không? Cái hũ này nhìn đẹp cực kỳ luôn không? Nhưng mà nó chưa trong nha, nó trong nhìn còn đẹp nữa dữ nữa.